toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Rồi vậy em cứ qua sắp máy đi, xong rồi em cứ bấm máy bên đây luôn. Rồi mời hai chị qua mình. Bên đây hai chị nói, dặn hai chị muốn nói gì nói. Hai chị dẫn hai chị qua đường để dùng lớp.
thứ bốn cái nồi, bốn cái chén, dĩa nhỏ dĩa lớn rồi đem ở đây để lên bàn đó. Mở cháy nha em ạ. Rồi nghe tươi đúng không? Rồi, quá phải đây. Rồi, con xuống đi. Đủ tiền xuống luôn đi. Rồi, qua phải đây. Cho cái máy qua. Quay bên kia. Quay bên kia. Quay bên kia. Cái đầu nó lên xíu, đầu lên. Cái đầu nó lên lên. Nếu mà em nói mà có gì sai là Hậu đã nói đến giờ rồi. Cảm xúc của Chiêu thì không biết là có giống Châu không, thì rất là vui. Và đây cũng là lần đầu tiên mà theo Chiêu được biết là Châu với Chiêu là đều tới Cần Giờ lần đầu tiên luôn. Nên mình ra cũng rất là bỡ ngỡ. Ăn một cái món món gọi là món gì đó? Cá giò. Bún cá giò rất là ngon luôn, mặc dù nấu rất là đơn giản, rất là nhanh nhưng mà rất là ngon. Còn Châu thì là một fan của muốn ăn phải lăn vào bếp. Xạo à? Kể đây em kể các số của anh quay bây giờ. Thì là một fan của chương trình này thì lâu rồi, thì mãi mà không thấy anh Giang anh mời mình. Thì đúng là để mà bắt được những khoảnh khắc thật đó, không phải kiểu như là em làm rồi sao em làm lại đi á, thì bắt buộc là phải có rất là nhiều máy phải theo mọi người. Nên là thật sự là cảm thấy là rất anh Giang rất là đầu tư cho chương trình. Và lý do vì sao mà chương trình cho thấy là tập nào cũng 8 triệu, 10 triệu view, và hy vọng là các bạn khán giả cũng sẽ luôn ủng hộ anh Trường Giang, vì và đặc biệt là ekip, tại vì mọi người đã rất là tâm huyết cho chương trình muốn ăn phải làm một bữa.